Hôm nay đồng chí Thao chim cô gái xin chia sẻ với các bác là một cái cách mà chúng ta rất là nhàn hạ trong khi là chúng ta nuôi chim vú nuôi. Thì đây là những chú vú nuôi mà chúng ta bắt đầu tách ra khỏi bố mẹ để cho bố mẹ đi đẻ sớm. Kinh nghiệm thì các bạn tách ở cái giai đoạn như thế này. Có nghĩa là chim nó ở cái dạng là hơi hơi lông đuôi nó hơi tầm khoảng tầm 6 phân dài như này. Đấy, dáng dấp nó như này. Thì các bạn nhìn thấy là nó sẽ gì? Giống này khả năng độc lập rất cao. Đấy, khi tách ra là nó sẽ theo nhau nó sẽ ăn. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, ăn. Ăn luôn. Thì ở đây thì giới thiệu với các bác là này, trang trại nhà mình thì rất là nhiều, ok luôn. Đấy, trang trại rất nhiều luôn. Thì mình làm cái lồng này là cái lồng theo kiểu bán hoang dã thôi. Phần trên này là mình dùng mái blo. Đấy, phần bên dưới thì mình treo. Đấy, treo này thì mèo chuột nó sẽ không tấn công được. Và mỗi một chuồng mình nuôi từ 15 đến 20 con. Đấy, một chuồng mình tách ra mình nuôi từ 10 15 đến 20 con. Sau khoảng một tháng nữa thì mình sẽ san để lại còn khoảng 8 đến 12 con. Đấy, thì nó lớn thì nó cái nhu cầu nó phải rũi lông bụi biếc các thứ nhiều thì mình sẽ giảm bớt mật độ đi. Và chúng ta để hai cầu. Đấy, hai cầu đúng tầm như này. Cầu trên là để cho nó ngủ, cầu dưới là để cho nó chơi. Thứ nhất là làm cầu thì nó sẽ giảm được cái mật độ chật ở trong 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 chuồng nuôi. Tại sao những cái này là mình luôn luôn để theo kiểu bể này? Lúc đang tập độc lập thì chúng ta để cống nước vào trong. Và khi nào mà nó đã ăn cứng rồi, có nghĩa là đến tầm 2 tháng thì các bạn để cái cống nước ra ngoài và bẻ bẻ ngang cái này. Đấy. Và để cống nước như thế này, để cống nước như như nộn ra ngoài thì bản thân con chim nó sẽ không, thậm chí bây giờ để cũng được, con chim nó sẽ thò đầu qua đây và nó sẽ uống thì nó sẽ không không ỉa vào được, không ỉa vào được. Thì đây là vì là mình mới tách ra, đâm ra là mình sẽ để vào trong để cho nó bản thân con chim nó có cái độ quen với thức ăn mà nó sẽ độc lập. Đấy. Thì cảm ơn các bác là như vậy. Cái bọn này thì nó là dòng chim Nhật. Một trong những cái yếu tố mà người ta để lại chim Nhật là nó là nhiều thịt và khả năng nuôi con ấp trứng rất là tốt. Đấy, các bạn nhìn này, nó sẽ uống. Đấy. Một con uống nó sẽ dạy những con khác uống thôi. Đấy. Thì như thế này nuôi sau khoảng 15 20 ngày nữa thì các bạn thấy là nó sẽ rất đẹp. Rất đẹp luôn. Và một trong những cái yếu tố là chúng ta phải nuôi chim sinh sản là chúng ta phải dùng chim Nhật. Thì chúng ta nuôi này thì cũng nhàn thôi mà, nuôi khoảng 200 con là rất là nhàn. Ngơ đi ngơ lại là có đẻ. Rồi thì chúng ta có thể nuôi thay chim ấy. Này này chúng ta nuôi đấy, khi mà nó đẻ trứng ra cái cu ta chúng ta dùng chim Nhật để chúng ta ấp đấy. Đấy. Thì chuồng này của mình đang nuôi hiện giờ là 16 con, 16 con thì chúng ta làm cầu bậu bằng tre. Đấy. Ở này thì nó rất là thuần, nó ra ngoài nó ngu ngơ này. Rất thuần các bạn, rất thuần luôn. Chúng ta làm này thì con chim nó sẽ thoáng, nó sẽ không có giận mạt và nó không có bị nhiễm khuẩn. Nếu như các bạn để ý thì nếu như mà như thế này thì rất là thoáng. Buổi nắng thì nó sẽ nắng, nắng buổi sáng nó sẽ hắt từ bên này sang bên này. Và buổi chiều nắng từ bên này này thì nó sẽ có cái mái bờ lô và có cái tường bên này rồi. Thì chúng ta nuôi như thế thì bản thân con chim nó sẽ được rãi nắng, nó sẽ tắm nắng. Thì các bạn mua chim giống hoặc mua chim vú nuôi hoặc là có nhu cầu về chim Nhật này thì alo cho bên mình.
số điện thoại của đồng chí Thao đang sinh sống tại tại xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, cụ thể là cổng trại Đà Điểu, thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Bên mình thì có văn phòng ở bến xe miền Đông và văn phòng ở Mỹ Đình, chuyển đi toàn quốc, chuyển đi toàn quốc luôn. Số điện thoại là 033 5305 982 và 0989 177 982. Đấy, các bạn có thể theo dõi và đăng ký kênh, mình cũng sẽ chia sẻ. Trong cái giai đoạn mới tập ăn thì các bạn nên để cái khay nhôm như thế này thì nó sẽ theo nhau nó ăn. Còn khi để khay nhôm khoảng 4 ngày thì nó sẽ biết ăn ở cái cống này. Khi biết ăn ở cống này rồi thì các bạn sẽ cho ăn, huấn luyện cho ăn theo giờ. Ví dụ từ 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều là các bạn sẽ cho ở ngoài này. Nó sẽ thò đầu ra, nó sẽ ăn. Như vậy là chúng ta chỉ mất khoảng 10 ngày, 1 tuần đến 10 ngày chúng ta có thể tập chúng đi vào khuôn khổ, là chúng ta sẽ để cho nó thò đầu ra. Thò đầu ra để nó uống nước và thò đầu ra để mổ thức ăn và cho ăn đúng bữa. Thì chúng ta để nước như này thò đầu ra thì 2 ngày chúng ta mới phải thay một lần. Và thức ăn thì chúng ta 1 ngày chúng ta chỉ cho ăn một lần thôi, vào thời điểm cuối ngày. Đấy. Thì con chim mà ăn đúng bữa thì nó rất là khỏe. Đấy. Tất nhiên bạn nào có thời gian thì có thể cho ăn làm 2 bữa, nhưng mà 2 bữa thì mình sẽ chia số lượng mỗi lần ăn ít đi. Đấy. Mỗi một lần ăn là sẽ ít đi. Đấy. Thì chúng ta nuôi bầy đàn này thì chúng sẽ theo nhau chúng ăn.